Cà phê là thức uống nổi tiếng trên toàn thế giới, sở hữu hương vị đậm đà đặc trưng. Đối với nhiều người, thói quen uống cà phê vào buổi sáng là không thể thiếu để giúp họ bắt đầu một ngày mới. Theo một nghiên cứu của trường đại học y khoa Johns Hopkins, những người uống cà phê điều độ sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh hơn so với nhóm người không có thói quen này. Cụ thể, trong cà phê chứa nhiều chất giúp bảo vệ cơ thể khỏi các vấn đề sức khỏe phổ biến, đặc biệt là ở nữ giới như bệnh Alzheimer, bệnh tim mạch, cao huyết áp, bệnh lý mạch vành, rối loạn mỡ máu. Thậm chí, loại đồ uống này còn sở hữu nhiều chất chống oxy hóa hơn cả một số loại rau củ cộng lại. Hầu như mọi người đều có thói quen cho thêm sữa đặc hoặc đường vào cà phê mỗi khi uống. Tuy nhiên, việc làm này thường không có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, thậm chí có thể gây tăng cân và béo phì nếu thiếu kiểm soát. Thay vào đó, bạn có thể tham khảo một số nguyên liệu sau đây để kết hợp cùng với cà phê, vừa giúp tăng cường dưỡng chất, lại vừa bổ sung vitamin cho cơ thể. Nghệ. Nhờ hợp chất curcumin đặc trưng, kết hợp giữa nghệ và cà phê vừa giúp tăng cường hương vị, vừa cung cấp chất chống viêm và chất chống oxy hóa dồi dào mà ít loại thức uống nào làm được. Bạn chỉ cần pha cà phê xong, rồi cho thêm một muỗng nhỏ bột nghệ vào, khuấy đều lên và thưởng thức. Nếu thấy đắng nhiều thì có thể gia giảm tùy theo khẩu vị. Cacao. Nhiều người thích bỏ sô-cô-la vào cà phê để uống cho béo ngọt, đậm đà. Nhưng tốt nhất, bạn hãy thay nó bằng bột cacao nguyên chất, sẽ an toàn và có lợi cho sức khỏe hơn. Cacao chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm nếp nhăn và đặc biệt là tốt cho sức khỏe tim mạch. Thêm cacao vào cà phê còn giúp cơ thể chống viêm, giảm huyết áp, cân bằng cholesterol và kiểm soát bệnh tiểu đường type 2. Bạn chỉ cần cho một muỗng cacao không đường và hòa tan vào ly cà phê là có thể thưởng thức. Dầu dừa. Dầu dừa thường được biết đến khi dùng để nấu ăn, làm bánh hoặc chăm sóc da. Nhưng ít ai biết rằng cho dầu dừa vào cà phê cũng là một cách làm tăng hương vị và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, hỗ trợ giảm cân và góp phần ngăn ngừa bệnh mất trí Alzheimer. Khi uống cà phê, bạn có thể cho thêm một muỗng nhỏ dầu dừa, sau đó khuấy đều và uống như bình thường. Gừng. Từ lâu, gừng đã nổi tiếng với công dụng giảm buồn nôn, cải thiện tiêu hóa, giảm đau cơ xương khớp và đặc biệt là giảm co thắt kỳ nguyệt ở phụ nữ. Chỉ cần cắt thành từng lát hoặc băm nhỏ gừng rồi cho vào cà phê là bạn đã có ngay một thức uống thơm ngon, cay nồng, giúp phòng ngừa rất nhiều loại bệnh. Quế. Nếu bạn thấy ly cà phê của mình chưa đủ vị và muốn đổi mới, có thể thay đổi bằng cách cho thêm một ít quế vào. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng quế có thể làm giảm lượng đường trong máu, giảm cholesterol và chất béo trung tính ở bệnh nhân tiểu đường. Chỉ cần thêm quế vào cà phê, bạn đã tăng cường chất chống oxy hóa và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.